Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món mới, đó là món bánh dẻo, bánh trung thu dẻo á các bạn. Công thức này rất là đơn giản, dễ làm. Mình muốn chia sẻ với các bạn gần xa. Thì ở đây mình có bột nếp chín. Bột nếp chín là nó nhìn như thế này, để làm cho bánh dẻo nè các bạn. Thì mỗi bao như vậy là 400g. Mình cần là 450g nha các bạn. Hay có thể hơn, tùy theo cái lúc mình mua bột dẻo này nè, là cũ hay mới nữa. Còn nước thì mình có 5 cup, 1 cup là 250ml, tức là 1 lít, và 250ml, tức là 5 cup. Ở đây mình có một bao đậu xanh. Đậu xanh thì mình có 340g đậu xanh. Cái bọc này nó nhìn như thế này nè. Cái này là của Thái Lan. Cái loại này thì nó ít màu vàng hơn, ít phẩm màu á. Thì mình tối qua mình đã vo rồi và mình để ngâm qua đêm, mình rửa sạch. Đường có 5 cup, cái tỷ lệ là đường và nước bằng nhau. Đường 5 cup mình đo cho các bạn, mình cân lên là 900g. Mình cần có dầu hoa bưởi nè, và chanh, chanh vàng nha. Và bây giờ mình bắt đầu vào bếp mình đi nấu nước đường. Trước hết mình cho nước vào đây. Và đường. Bây giờ mình chưa có mở lửa đâu nha, chưa có mở lò. Mình trộn đường như vậy, mình quậy như vậy để cho đường nó tan trước khi mình mở lò nha các bạn. Bởi vì khi một lát mình nấu nước đường á, là mình không có quậy nó đâu. Rồi sau khi mình quậy đường như vậy nè, nó tan như vậy nè. Bây giờ mình bắt đầu mình mở lửa lên nha. Mình mở lửa vừa vừa thôi. Mình không có đụng tới đường, nước đường mình không có quậy nữa. Mình để cho nó sôi lăn tăn khoảng 10 phút cho tới khi đường nó tan ra nha các bạn. Nó trong veo cái nước luôn á. Nước đường nó sôi lăn tăn như vậy nè, bạn đừng để cho nó sôi bùng nha. Mình để sôi lăn tăn như vậy khoảng 5 phút nha các bạn. Rồi các bạn mới cho chanh vào đây. Ở đây mình có chanh này là chanh vàng nha các bạn. Mình vắt ra là khoảng 8ml chanh nha. Mình cho vào đây. Khi mình cho chanh vào rồi mình mở lửa cao lên. Mở lửa cao nhất luôn. Rồi mình cho nó sôi bùng lên. Cái khúc này quan trọng nha các bạn. Đó. Nhớ là từ nãy giờ mình không có dùng đũa, muỗng gì mình quậy đâu nha. Khoảng 45 giây cho tới 1 phút á, rồi mình tắt lửa. Mình để cho nó nguội thật nguội á. Nếu như được á, thì bạn lấy cái nước đường này nè, bạn làm qua đêm. Giống như tối hôm qua mình làm thì sáng hôm sau mình có mình sử dụng, mình không có cần đợi nó nguội. Để cho nhanh á, mình đã làm cái nước đường này tối qua rồi. Bởi vì nếu như mình đợi nguội nữa thì nó lâu tốn thời gian. Cho nên mình sẽ lấy cái nước đường này. Mình làm tối qua, bây giờ nó nguội lạnh nè. Các bạn mình để ở ngoài, không có cần bỏ tủ lạnh. Nếu như, giống như mình nói lúc nãy, nếu như bạn cần gấp thì bạn cho vào tủ lạnh. Thì ở đây mình đông ra là 5 cup rưỡi. Nhớ nha, 1 cup á, là bằng 250ml. Ở trong đây mình có 5 cup rưỡi nước đường. Số còn lại mình không có sử dụng nha. Mình còn lại một ít mình không có sử dụng. Và bây giờ mình bắt đầu mình đi quậy bột nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào trong đây nước đường 5 cup rưỡi nè. Cho hết vào trong đây luôn. Cái máy này để cho nó đánh cho mình. Mình nhò bằng tay được nha. Nhưng mà tại vì cái tay mình đau cho nên mình không có nhò bằng tay. Cái đến này là dầu hoa bưởi nè các bạn. Mình cho nửa muỗng cà phê dầu hoa bưởi vào đây. Có dầu hoa bưởi vô nó rất là thơm. Cái đến cái này cũng quan trọng không kém nè các bạn. Cái này là, cái này gọi là shortening nè. Nè, của rau cải á, thì cái này nó giống như là cái mỡ gì đó, nhưng mà mỡ rau cải vậy á các bạn. Nè, thì cái này nó sẽ, nếu mà không có bạn làm dầu cũng được, nhưng mà làm cái này thì cái bột của mình nó trắng đẹp lắm. Mình cho vào đây 3 muỗng cà phê, tức là tương đương với 1 muỗng canh á. Rồi bắt đầu mình dùng cái máy kitchen ý của mình là 5 quart 325W nha. Bây giờ mình mở cái số nhỏ nhất. Rồi mình bắt đầu mình múc bột, mình bỏ vô từ từ nha các bạn. Ở đây là cái bao bột của mình á, là 400g cho một cái bao bột nếp chín nha. Bây giờ mình bỏ vô mình từ từ. Mình cần á, theo cái công thức này mình cần tổng cộng là 450g, tức là 1 thao á. Công nhận cái mùi hoa bưởi này nó thơm thiệt là thơm luôn. Mà nhớ đừng cho nhiều quá nha, chỉ cần nửa muỗng cà phê thôi. Cho nhiều quá nó sẽ bị nồng á các bạn. Rồi sau khi mình cho một gói bột vô rồi đó, mình cộng thêm 50g bột nữa. Bột cũng là bột nếp chín nha các bạn. Bởi vì công thức này là phải cần 450g. Cũng có thể hơn nữa, tùy theo lúc mình mua bột. Rồi sau khi mình cho hết bột vô đây rồi đó, mình bắt đầu mình mở lên là số 2. Và bây giờ các bạn nhìn thấy nè, cái bột á, các bạn thấy nó dẻo như vậy đúng không ạ? Và nó giống như là nó hơi nhão á,
thì mình cho mình bỏ thêm bột vào đây, mình bỏ từ từ thôi, giống như mỗi lần mình bỏ là mình cho khoảng một muỗng canh thôi. Rồi mình đánh số 2 được 6 phút rồi đó các bạn. Giờ mình tăng lên số 4. Mình tăng lên số 4, mình đánh thêm 4 phút nữa. Rồi sau khi mình đánh 4 phút số 4 á, mình tăng lên cái nút cao nhất, mình đánh đúng 10 giây, đừng có đánh qua 10 giây nha. Mình đếm là 1 cho tới 10, 10 giây thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, mình tắt. Là cái bột nó dẻo như vậy nè. Rồi, bây giờ mình sẽ để bột ở đây, mình đậy nó lại và mình ủ nó. Cái công thức nguyên thủy là ủ qua đêm luôn á các bạn, để vô trong tủ lạnh nó ủ qua đêm luôn. Rồi bây giờ mình đậy nó lại, mình để cho bột nó nghỉ nha các bạn. Nếu được thì mình cho bỏ trong tủ lạnh để nó nghỉ cách đêm, để cho bột nó nở ra đó. Còn nếu bạn không có thời gian thì bạn cứ để này cho nó nghỉ vài tiếng. Rồi bây giờ mình đi nấu đậu xanh. Đậu này á, là bây giờ mình ở trong đây mình đã bỏ cái nước của đậu mình ngâm tối qua đó. Rồi mình cho vào trong đây 750ml nước, tương đương với lại 3 cốc nước nha các bạn. Bây giờ mình nấu cho nó sôi lên. Mình nấu khoảng 12 phút cho tới 15 phút là cái đậu nó mềm mà. Bởi vì cái đậu này mình ngâm cách đêm cho nên là nấu nó mau mềm lắm. Rồi sau khi mình nấu được 15 phút á các bạn, lửa nhỏ nhỏ nha, là cái đậu nó mềm và nó cạn nước như vậy nè, nó sệt sệt như vậy nè. Mình cho vào đây đường. Đường mình cho vào đây 160g đường. Trộn đều lên. Gần một cốc á, 160g. Bạn nào mà thích ăn ngọt thì cho thêm đường nha, bởi vì cho đường nhiều vô nó ngọt á thì mình để lâu vẫn được. Còn nếu mà ít đường quá thì mình nó mau hư nha các bạn. Mình cho đường vào thì nó sệt sệt như vậy ha. Và bây giờ mình sẽ đem đi xay nó. Trước hết mình sẽ cho 2 cốc nước vào đây, tức là nửa lít nước đó nha các bạn. Kế đến mình cho đậu xanh vào đây. Mình có chia sẻ cái máy này rất là nhiều lần, là mình rất là thích bởi vì nó to các bạn. Nó tới 9 cốc là 72 ounce, cho nên làm cái gì nó cũng dễ làm hết á. Và nó mạnh nữa. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình xay nó nha. Mình xay số 1 thôi, mình định xay số cao quá nó sẽ trào ra nha các bạn. Rồi mình xay được 3 phút rồi mình tắt máy nha. Mình xay 3 phút với số 1 là nó nhuyễn băng như vậy luôn nè các bạn. Rất là nhuyễn luôn á. Rồi mình cho đậu xanh vào đây trong cái chảo ha. Rồi mình mở lửa vừa vừa. Thí dụ mình có 9 số, mình để lửa số 3, số 4 thôi các bạn. Và mình phải quậy đều như vậy cho đến khi mà nó sệt lại nha. Sên cái này phải sên lửa nhỏ, không thôi lửa cao quá đó thì nó sẽ bị cháy. Mình cho vào đây 2 muỗng canh bột bắp. 1 2 3 muỗng canh nước. Rồi mình trộn đều nó lên. Rồi cái này sau khi mà mình sên được 25 phút á, nó nhìn như thế này nha. 25 phút nè, là nó ráo bớt rồi đó các bạn. Sên đậu xanh thì nó lâu chút, nhưng mà mình chịu khó đó, nó làm ra rất là ngon. Kế đến á, mình cho cái nước bột bắp mình mới pha vào đây. Và mình cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. 1 muỗng canh dầu ăn tương đương với lại 25ml nha. Mình trộn đều nó lên. À, các bạn thấy bây giờ nó ráo nè. Sau khi mình bỏ bột vô á, mình xào thêm 5 phút nữa thì nó cũng ráo ráo bớt nè, phải không ạ? Bây giờ mình chia ra làm hai. Thí dụ như bạn thích ăn đậu xanh thôi á thì không sao, nhưng mà nếu mà bạn thích ăn cái vị trà xanh á thì mình sẽ lấy bớt ra một phân nửa nha, để lát mình bỏ trà xanh vô. Phân nửa đậu xanh này mình sẽ cho vào đây nửa gói bột vanilla. Nếu bạn không có bột vanilla bạn cho cái nước cũng được. Nửa gói tương đương với 4g nha. Một gói là 8g. Làm như vậy thì cái đậu xanh của mình nó rất là thơm luôn á. Rồi tổng cộng mình làm cho đậu xanh á, từ đầu tới cuối á, là 45 phút. 45 phút là các bạn thấy nè, nó ráo như vậy và nó không có dính chảo nữa nè. Nếu như bạn có cái chảo không dính á, chống dính á, mình nên làm cái này thì nó tốt hơn ha. Nè, nó đóng, nó làm một cục như vậy và dễ lấy ra, không có dính chảo. Như vậy là xong rồi. Tổng cộng với cái lò của mình 45 phút, lửa số 3 nha các bạn. Và phải trở đều tay như vậy hoài. Và bây giờ mình bắt đầu mình làm cái vị kế tiếp là nhân trà xanh nha. Kế đến mình cần cái trà xanh. Trà xanh mình dùng matcha nè, của Nhật nè các bạn. Cái loại này là organic, nó rất là thơm.
Nó hơi mắc tiền chút xíu nhưng mà nó thơm ngon lắm các bạn. Thì mình lấy mình cân cho các bạn xem nha. Mình cho vào đây đúng 5g trà xanh nha. Đây, đúng 5g. Kế đến cho 2 muỗng canh nước, tương đương với là 30ml. Rồi mình lấy cái cây này nè, cái này là chiên môm để dành để làm cho trà xanh đó các bạn. Thì mình tán nó ra. Cái nước này này chỉ là nước lọc thôi, không phải nước sôi, nước ấm gì đâu nha. Cái nước lọc bình thường thôi, tại vì bạn làm nước nóng là nó sẽ cái trà xanh á, cái loại trà xanh matcha mà nó gặp nước nóng á, nó sẽ biến màu. Cái màu nó không còn màu nguyên thủy nữa, nó không còn đẹp như nguyên màu nguyên thủy nữa. Khi mà tiệm đó các bạn trong nhà hàng đó là chuyên môn dùng những cái cây giống như này để cho nó tan cho nó dễ á. Đó. Nó tan ra như vậy nè. Cái này là cái đậu xanh hồi nãy mình lấy ra nè các bạn, mình lấy ra được phân nửa để mình làm trà xanh á. Đó. Mình nhớ là mở lửa số 3 thôi, đừng lửa cao quá. Và mình bắt đầu mình cho trà xanh vào đây. Rồi mình trộn đều nó lên. Bây giờ có trà xanh vô thì cái vị nó sẽ nhẫn nhẫn á, cho nên nếu mà bạn thích ăn ngọt á thì bạn cho thêm đường vào, cho thêm cái nước đường mình nấu mình còn dư á, mình cho vào đây. Nhưng mà lưu ý nha, cái vỏ bánh nó đã ngọt rồi cho nên là bạn nhớ điều chỉnh lại, đừng có quá ngọt mình khó ăn lắm. Đó, mình làm lửa số 3 một lúc nữa thì nó sẽ ráo như vậy nha các bạn. Nó ráo mà nó dẻo như vậy là mình tắt lửa được rồi ha. Để cho nó nguội bớt rồi mình mới do duyên mình làm bánh nha. Cái này á, nếu mà bạn nào mà muốn làm liền á thì nó sẽ nhão, cho nên nếu mà muốn làm liền trong ngày á thì bạn bỏ ít nước đường lại. Thí dụ như mình để 5 cup rưỡi thì bạn để 5 cup thôi đó. Bởi vì khi làm cái cách này, mình muốn làm cái công thức nguyên thủy của nó đó là mình để vô trong tủ lạnh để cho cái bột nó nở ra các bạn, thì cái bánh của mình nó sẽ dẻo và để lâu hơn. Này, hôm qua các bạn thấy nó bị giống như là nhão phải không ạ? Nhưng khi mà mình bỏ vào trong tủ lạnh đó các bạn, là nó sẽ như vậy nè. Bạn nhìn nè. Đó, nó bột nó nở ra như vậy nè. Bây giờ mình lấy ra mình đóng khuôn nha. Trước hết đó mình rải cái bột khô lên đây. Cái này là bột nếp khô nha các bạn. Hôm qua nó nhão phải không ạ? Bây giờ nó khô nè các bạn thấy không? Nó khô nè. Cái tay của mình nhớ nhúng bột vô để mình dễ làm. Rồi bây giờ bạn cắt nó và mình đo nó, mình cân nó cho mỗi cái khuôn. Tùy theo bạn thích ăn bột nhiều hay ít nha. Mình cân bột là khoảng 150g hay là 160g. Nhưng là khoảng 80g cho tới 90g. Khi mình cán bột với các bạn, ở giữa này mình nhớ để cho nó dày lên nha. Còn ở phía đây mỏng thì được, ở đây phải dày. Bởi vì khi mà mình bỏ nhân vô mình ấn xuống á, ở đây mà mỏng á, nó sẽ bị thấy ở trong luôn, nó bị rách á. Cho nên là ở ngoài thì mình cán cho nó mỏng được. Còn bây giờ là mình làm khuôn 200g, khuôn 200g hình vuông như thế này. Thì cái khuôn 200g thì mình cân cái bột là 135g, còn cái nhân á là mình cân là 65g, miễn sao hai cái cộng lại là 200g nha các bạn. Mình tấm nó lại như thế này. Nếu bạn thích ăn nhân nhiều thì bạn cân nó là 70g và cái bột là 130g. Vo nó tròn như thế này. Mình nhớ rải bột lên trên đây nha. Đó, cái mặt láng mình ụm nó xuống như này. Và cũng giống như lúc nãy, mình tấm nó lại như vậy nè. Thoa một ít bột lên tay. Và mình ấn nó xuống, mình đếm 10 giây giống lúc nãy nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình lấy cái khuôn này mình để lên như vậy. Rồi mình mới lấy ra. Đó. Đó, đẹp chưa nè. Có vài điều các bạn nên lưu ý là khi mà bạn ém cái này xuống nè, thì mình làm cố gắng làm ở mặt này cho nó đều. Ví dụ như bạn làm ở ngay chỗ này nó u một cục đi, hay là bên thấp bên cao, thì khi mình lấy bánh ra một lát sau nó sẽ bị chảy bánh, nó không có đều bánh nữa. Và lưu ý thứ hai là khi mà mình ém nó xuống mà nó có bị giống như nó bị dính ở ngoài này nè, thì mình tém nó vô,
mình tém nó vô để lát mình lấy nó ra để cho nó dễ á các bạn. Và cái bánh này á, mình nói lúc nãy á, là mình phải đợi khoảng 2 ngày sau mình ăn mình sẽ thấy nó ngon hơn nha. Ra, và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Bánh dẻo trung thu. Wow, nhìn có hấp dẫn chưa nè. Nó ra cái nét đẹp quá chừng luôn á. Nào mình cho các bạn xem gần nè. Bây giờ thì các bạn thấy nó còn cái bột khô phải không ạ? Để qua 1-2 ngày là cái bột khô nó sẽ dẻo lại, ngon lắm á. Con Phụng này nhìn đẹp ghê đó. Qua video này mình xin cảm ơn Tiểu Muội. Tiểu Muội là người chia sẻ công thức này, công thức bánh dẻo trung thu, công thức bò kho và bánh khoai mì nướng, và công thức gần đây nhất đó là trứng hấp của Nhật Bản á các bạn. Wow, Tiểu Muội có nhiều công thức rất là ngon luôn á. Và bây giờ mình sẽ cắt nó ra mình xem ở trong nó như thế nào nha. Bánh dẻo này ngon nhất là mình để qua ngày hôm sau mình ăn thì cái bánh, cái bột của mình á, nó sẽ dẻo hơn nữa, rất là ngon luôn. Mình cắt ra cho các bạn xem. Đây, các bạn thấy cái nhân nè, cái bột này nó cũng nhiều lắm nè, thấy không ạ? Cái nhân này á, là mình xào như vậy, mình thấy nó hơi khô nè các bạn. Nếu mà bạn muốn mà nó dẻo hơn á, thì bạn làm ít phút lại. Thí dụ như mình làm 40-45 phút thì bạn làm là khoảng 35 phút thôi, 35 hay 40 phút thôi. Rồi cái nhân nè, cái bột nè các bạn. Rồi ngon dữ sợ luôn á, công nhận cái bột nó dẻo ngon kìa. Nhưng mà nó không có dính tay các bạn thấy không, nó không có dính tay nè. Nó dẻo thì dẻo nhưng mà không bị dính tay á. Mời các bạn nha. Công nhận cái bánh dẻo này nó ngon, nó đặc biệt là nhờ cái nước dầu bưởi á các bạn, nó thơm thiệt là thơm luôn. Mà bánh á, nó ngọt nhưng mà không phải là ngọt gắt nha các bạn, ngon quá à. Bánh dẻo này mình thấy ở nhà mình làm không có công phu, rất là dễ dàng đơn giản, ăn ngon. Nhưng mà cái này á, làm mình không có bỏ quá chất gì cho nên là mình ăn trong vòng 3 tới 5 ngày thì mình thấy nó ngon nha. Nhưng mà bạn để sau 5 ngày là ăn không còn ngon nữa. Còn cái này là ở trong là nhân matcha nè, trà xanh đó các bạn. Thì cái công thức này mình muốn là lặp lại để mình chia sẻ tỉ mỉ cho bạn nào muốn làm lần đầu tiên thành công. Cái trước hết cái vỏ bánh á, là lúc đầu mình không có rây qua cái bột, nhưng mà mình khuyên các bạn nên rây qua bột để bột nó sẽ mịn hơn nữa. Thứ hai là khi mà bạn để cái bột á, nó nghỉ qua một đêm á, qua ngày hôm sau nếu mà bột của bạn vẫn còn dẻo, không có sao hết bạn đừng lo, dẻo mình chữa được nha, còn khô là khó chữa. Nếu mà thấy còn dẻo thì mình cứ rải bột khô, tức là bột nếp chín nè, mình rải dưới cái thớt là mình cho cái cục bột lên rồi mình nhào nó lên tí nữa là cái bột nó khô rồi các bạn. Mình chỉ cần rải thêm bột thôi. Rồi mỗi lần mà mình ấn cái bánh á thì mình nhớ cho bột ở dưới cái thớt, còn bạn không cho bột ở dưới cái thớt nó dính vô cái thớt á là nó khó làm, nó bị dính và cái bánh của mình nó không có được mịn, không có được đẹp. Đó là cái mình muốn chia sẻ các bạn vậy. Và lúc mà ấn xuống á, các bạn ấn mạnh xuống và để đếm khoảng 10 tới 20 giây để cho bánh mình nó đây nè, nó xuống như vậy nè. Còn cái này là cái tay của mình không có ấn mạnh nè, các bạn thấy không? Cái này tay mình không ấn mạnh thì nó sẽ không nhìn đẹp, nó không rõ nét bằng. Mình tạm thời chia tay các bạn ở đây, mình đi ăn tiếp nha. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nè. Nếu như bạn có thắc mắc gì xin để comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Và nếu như bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của KT, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông, bạn bấm vào cái chuông đó và bạn bấm vào chữ O, tức là cho tất cả đó, thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới hay là mình post những cái món hàng nào nó đang giảm giá cực mạnh. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.